Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên Phạm Long Thành, em năm nay 32 tuổi, đến từ Khánh Hòa. Dạ em hiện giờ ở nhà buôn bán. Ủa nhưng mà bạn đang ở Khánh Hòa hay ở Sài Gòn? Dạ em đang ở Bình Thuận. Từ Bình Thuận vô đây. Dạ. Thế còn em? Em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Trần Thanh Thiện, năm nay em 32 tuổi, 30 tuổi. Đó là thế dễ thương rồi đó. Nhớ lộn tuổi của chồng. Nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dược sĩ? Dạ. Ủa em ở đâu? Dạ em đến từ Bình Thuận luôn ạ. Bình Thuận. Dạ. Là hai bạn từ Bình Thuận em vô Bình đây Thuận. Dạ. Rồi bây giờ hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Cách đây cũng khoảng 6 năm. Lúc đó là em chưa có công việc làm đó. Thì em có đi làm thêm ở một câu lạc bộ bia. Em làm nhiệm vụ đó là em là thu ngân. Lúc đó thì ông xã hàng ngày á tới câu lạc bộ chơi bia thì thấy anh đánh cũng hay, xong mình cứ quan sát thế mà thấy cũng trẻ, phong độ cũng phong độ lắm, mà nhìn thấy nhỏ con. Nói sao mà nhỏ con mà đánh bia sao hay dữ vậy trời. Ờ vậy đó. Dạ rồi xong cũng để ý, rồi xong sau đó thì cũng có một ông anh mời em đi ăn tối, rồi xong tới thì cũng rất là tình cờ ngồi sát ông xã em bây giờ. Đến lúc mà ngồi kế bên nhau ở cái chỗ tiệc đó thì sao? Rồi sau cái bữa ăn tối hôm đó đi hát karaoke chơi, thế thì cũng đi luôn. Rồi sau đó vào karaoke, ông xã em mới hỏi em là có hát song ca được hay không. Rồi hát song ca bài gì? Lâu quá rồi em cũng không nhớ lúc đó rồi, là cái bài gì. Phải là trong cái đêm đó là em đã ấn tượng về anh không? Dạ thì cũng vui vẻ, thấy cũng em... hiền. Yeah. Còn em thì sao? Cũng bình thường, cũng coi như là người bạn đi chơi bình thường vậy thôi. Chứ cũng không đến bao lâu thì hai em mới bắt đầu là thích nhau và yêu nhau? Khoảng vài tháng á. Trong thời gian đó thì có nhiều chuyện vui không? Trước khi quen em là đã có quen một người khác rồi. Rồi lúc mà quen cô này là có buông cô kia chưa? Có không? Lúc đó là chưa có định quen. Thì đương nhiên là vẫn còn người yêu cũ. Có nghĩa là bắt cá hay tay vậy, đúng không? Cũng có thể nói vậy. Đó, mỗi tay một con cá đó. Ủa nhưng mà đến bao lâu thì em biết rằng là chồng em còn quen một người phụ nữ khác nữa? Đến khi em đặt vấn đề hôn nhân với ông xã em. Trời ơi, lúc đó em mới biết chồng em bắt cá hay tay hả? Trời ơi. Dạ. Em xem tài siêu phàm em giấu hay vậy? Đâu, kể chuyện nghe đi, kinh nghiệm rồi. Anh Bin cũng đang muốn học hỏi kinh nghiệm. Em không nói thì không biết thôi chứ cái gì đâu. Nhưng mà thời gian biểu em chia làm sao? Mình đi với cô này thì mình ngưng với cô kia. Ngưng cô kia là ngưng sao? Thường là buổi tối. Buổi tối vậy là ban ngày là em ở vợ em đúng không? Đi chơi vợ em đúng không? Rồi buổi tối buổi tối đi cô kia đúng không? Ít à, em đi chơi ít à, không có đi nhiều đâu. Rồi có ba mặt giáp nhau không? Chắc không. Không có giáp, ta mới giấu được cả năm đó. Nhưng mà rồi chị hỏi thiệt là lý do gì mà em lại chọn vợ em mà em buông cô kia? Cái lúc mà em thất bại trong công việc á, là em vô lại Sài Gòn này em làm nè. Thì lúc đó vô thì các mình nè, à, nói chung là gạt chuyện tình cảm luôn rồi. Không có định quen ai nữa, khó quá bỏ rồi luôn. Thời gian đó thì vợ mình bây giờ nè, thì quan tâm thì cứ ra vô hoài vậy. Thì mình thấy cái tình yêu nó lớn. Thì mình quyết định thì đằng nào cũng là phải về một bên thôi, chứ không thể nào vậy hoài được. Cảm nhận là vợ mình yêu mình nhiều hơn, đúng không? Gọi là tình yêu lớn đó. Rồi lúc đó là quyết định là mình cần phải có cô nào rồi đúng không? Dạ. Vậy là hạnh phúc quá rồi, vậy hai chồng lấy nhau có vỡ òa về những cái gọi vậy là thật xấu đó. Đó. Đến cái phần gọi là đại hội vạch mặt đó. Bây giờ anh hỏi em trước nè. Vợ em nãy giờ mọi người có đồng ý rằng là cô vợ cũng quá hiền không nè? Có không? Quá hiền đúng không? Thì anh nghĩ là chắc cô vợ không có cái tật xấu gì không? Nói chung là tật xấu thì không có ít. Có nhiều. Tức là tật xấu thì không có ít mà là có nhiều, nghe chưa? Hay quá, mặt mỹ mãn kìa. Mỹ mãn. Ủa, nãy đi, bây giờ mình liệt kê đi. Hiền vậy chắc ở nhà suốt ngày bị em ăn hiếp con đúng không? Ngược lại anh. Em bị ăn hiếp hả? Chứ sao, nhìn thấy hiền vậy thôi chứ đánh nóng lắm. Thí dụ mà em mà sơ hở cái gì đó là coi như là cãi mà nhẹ nhẹ là đã đập điện thoại rồi. Trời ơi. Nhẹ nhẹ thôi. Thôi giờ đập em không? Chưa đủ trình độ. Chạy không lại em đâu. Chạy không lại em. Em bỏ chạy thì ngược đâu kịp mà. Dạ nó chơi với tánh vợ thì nóng lắm. Nóng. Nóng mà còn bảo thủ nữa. Chồng nói thì ít nghe lắm. Em thử em kể một ví dụ thôi. Vừa rồi chuyện mới nhất nè, là sinh nhật bả.
mà ba muốn mua đồ ăn về rồi hai vợ chồng nấu, hai vợ chồng ăn thôi. Ừ. Nội bộ trong gia đình thôi. Nhưng mà tình cờ là bữa đó là có ông anh ông lên chơi, thì lỡ gặp rồi thì mình phải mời vào chứ giờ chẳng lẽ sao. Ừ. Vậy mà mời vào vậy mà giận em. Ừ. Để nói là không có mời ai mà sao có ông nữa. À, tự nhiên ông tới mình đâu biết đâu. Ai mà biết. Bà ư? Nóng rồi làm gì? Nóng giận là coi như là không tham gia cái bữa ăn đó luôn. Nằm trong nhà luôn. Rồi xong đó em với ông anh đã ngồi ăn uống một mình luôn. Ừ. Rồi xong rồi bữa đó làm sao? Em có giận vợ em không? Thì giải thích cho chị nghe mà chị vẫn cứ trách mình vậy thôi. Còn em sao? Chồng em nhiều tật xấu không? Tật xấu thì chỉ có ví dụ như là nhậu. Nhậu về thì em thấy nhằn. Xong bắt đầu nói qua nói lại. Rồi xong lại nóng tính, bắt đầu gây lên. Rồi xong bắt đầu đá cái này, đập cái kia, làm ầm lên. Đó, rồi em cũng bực bội. Em nói anh đá cái gì, anh đập đồ với ai. Em cũng tức thì em nói lại như vậy. Thôi giờ em trước đó, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính. Bớt nóng tính. Kiểm soát lại cái hành động của mình. Và cái quan trọng là coi như là sống là phải mở lòng ra. Chứ không có thể nào mà dùng từ ích kỷ thì hơi nặng. Nhưng mà nói chung vì mình quá, mình phải coi cái người xung quanh nữa. Đó, mong vợ thay đổi cái điều đó thôi. Chứ còn mọi thứ còn lại thì vợ tốt, công việc là trách nhiệm có nè. Nói chung là người vợ tốt. Chỉ có cái là hai cái đó thôi. Là nóng tính với lại không có mở lòng. Rồi còn em. Còn em? Em mong chồng thay đổi cái gì? Bớt nhậu. Dạ bớt nhậu rồi đừng có nóng tính đi xẹt qua đập cái này, xẹt lại đá cái nọ. Thế mà làm kiểu đó là em khó chịu vô cùng. Em không thích dằn mặt em kiểu đó. Vậy thôi. Dạ. Các em đã mấy đứa con rồi? Dạ hiện giờ chưa có đứa nào. Ồ. Mong không? Có mong con không cưng? Mỏi mòn. Mỏi mòn. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Khoảng 2 tháng nữa là đúng 4 năm ạ. Bây giờ tụi em một bạn là 30, một bạn là... 32. 32. Thì chị thấy như vậy nè, tụi em lấy nhau là gần 5 năm rồi. Đúng không? 4 năm. 4 năm? Dạ. Lấy nhau được 4 năm, yêu nhau 1 năm nữa là coi như là 5 năm biết nhau hả? 6 năm á. 6 năm biết nhau rồi. 6 năm biết nhau thì cái thời gian đó, vì ở bên cạnh nhau nhiều quá, nó thành như là một cái thói quen. Mà thường á là các cặp vợ chồng á phải có những cái làm mới. Làm mới ở đây là để chi? Để tạo những cái cảm giác hưng phấn, hoặc là những cái xúc cảm, một cái tình cảm nó giống như là hồi hai bạn còn đang yêu nhau á. Tại sao mà nói việc này với hai bạn? Bởi vì hai bạn chưa có con, thành ra vẫn giống như hai người đang yêu nhau, là hai vợ chồng quá son đi. Thì bây giờ tranh thủ cái thời gian này các bạn phải tận hưởng. Có những cặp vợ chồng mà các bạn không có cơ hội để làm điều đó. 21 tuổi đã lấy chồng, 23 tuổi đã lấy vợ. Các bạn không có nhiều thời gian để trải nghiệm, để rong chơi, để mà có thể hưởng thụ cái cuộc sống này nhiều. Thì đã có con rồi. Thì trong khi các bạn có cơ hội làm cái việc đó, các bạn phải nên tận hưởng. Thì nó sẽ có hai lợi một công mà đôi chuyện đó. Thì các bạn vừa được tận hưởng cho bản thân mình, và đồng thời trong cái thời gian đó là các bạn sẽ có em bé. Thì sau khi có em bé rồi thì các bạn hưởng hết rồi, đầy đủ hết mọi thứ rồi, tại sao giờ mình không làm? Đúng không? Cái việc mà em nên mở lòng chị thấy cũng tốt. Tại vì có những lúc chị cũng có những cái tâm trạng như em. Tại vì chị nói em nghe, cái tâm lý của người phụ nữ rất mong muốn những cái lúc mà chị ở riêng với chồng mình, bạn ấy muốn hâm nóng lại, bạn ấy muốn tạo một cái cảm giác nó khác đi một chút. Để làm chi? Để sau cái bữa sinh nhật đó tụi em sẽ có những cái phút lãng mạn bên nhau trong cái chuyện vợ chồng. Rồi biết đâu là hôm đó lại thụ phấn thì sao? Ở đậu. Thụ phấn. Em hiểu không? Nhiều khi người vợ người ta chuẩn bị những cái điều đó nó từ buổi sáng, hoặc là cả nhiều khi cả tuần trước đó lên kế hoạch. Hôm đó vậy đi. Cuối cùng á là trớt quớt. Phá. Thì thành ra là người ta buồn. Người ta buồn cho một cái sự chuẩn bị đó, là chỉ muốn tốt cho cả hai người thôi. Thì em nên lưu tâm một chút xíu cái tâm lý, mình phải nói là cái tâm sinh lý của vợ em trong giai đoạn này. Đó, cái đó là chị nói thiệt. Thì ví dụ như vợ em là cái người ít cởi mở, thành ra nhiều khi vợ em làm mà vợ em không chịu nói. Em muốn như vậy đó, nhưng mà thay vì nói với chồng nữa, anh ơi bữa nay dày đi, nhưng vợ em không nói. Vợ em muốn để em tự hiểu cảm nhận. Thì thôi, tánh vợ mình vậy rồi, bây giờ mình sẽ là người chủ động. Mình cởi mở trước, mình tạo những cái điều đó trước đi. Đúng không? Để tụi em tận hưởng chứ. Nhát. Cuộc sống đâu có bao nhiêu thời gian cho mình. Dạ. Vui lên. Nhé, vui nhé. Và nhớ báo tin là có bầu nhé.